sao? Chị gửi gì kia? Hello, xin chào mọi người. Quay clip cho mọi người xem nha. Mọi người theo dõi, bấm theo dõi và đăng ký nhé. Ơi. Có thế. Con to. Ừ đấy, chưa có tiền ở đây cơ. Em có ít cứ để đó. Vâng. Là ngon ngon. Ô thế à, chị gọi em à? Chờ sao vẫn để chế độ im lặng ra nhỉ? Mẹ ơi, mẹ phơi quần áo. Chị chờ một tí đi nhé, nó xuống rồi. Dần phóng to một tí ấy. Những clip trước ấy. Nhìn nó mới đã.
đi chợ. Thì chắc là không. Tôi về về muộn. Thì em đi mua quần áo bây giờ. Thì ăn cơm trước thì cứ ăn cơm trước đi. Thì thôi em không ăn cơm nhà đâu. Thì cứ cứ thế. Nhưng mà em về muộn. Chồng chị thấy là dễ tính ấy. Chồng em mới thế à. Chồng chị không ăn cơm nhà. Nghe đâu, làm gì? Nó ăn cơm nhà. Mày đã đi thằng nào? Ui ui. Ui răng em. Đi làm đi đi câu răng. Ừ, về muộn nữa bà giá bà hay ăn cơm sớm không? Bà cứ phải đợi lên sốt ruột. Tốt nhất là cứ bỏ ăn cơm này. Để à về vé cơm nguội hơn rồi. Ừ, bà ăn cơm trước. Các cụ ăn sớm nhỉ? Ừ, nhưng mà bà cứ đợi mình mà muộn nữa bà ở gọi nhà, sốt ruột. Em ở nhà cũng thế nhá. 10:30 em. Thế là ông bà không ăn nửa bữa đúng không? Không. Khi ông bà nội nhà chị bên kia 9 giờ đã phải ăn cái gì tạm rồi. Ông bà em ở đây. Ở sáng ra dậy sớm. 6:30 giờ đã ăn sáng. 10:30 ăn là bình thường. 6:30 giờ ăn sáng. Em về nhà cái tầm đấy là của em dậy. Thế cái lúc bé mà vẫn phải đi học ấy ở nhà ấy, thường mấy giờ dậy? Dậy sớm chứ. Thế rồi. 5:30 cứ bà dậy em dậy. Có được ngủ lâu đâu. Muộn lắm là 6:00 dậy. Ở nhà nhá, 9:30-10:00 đã bắt em đi ngủ rồi. Mình đi ngủ sớm mà. Thì sáng mình cũng dậy sớm. Chỉ có miền núi thôi. Ở nhà, một bé cho bà không bao giờ cho xem tivi muộn. Kiên nhỉ? Dạ. Chỉ có miền núi thôi, ngủ sớm, sáng dậy muộn. Kiên nhỉ? Nói chuyện với Kiên như trên mây ấy nhỉ. Đánh mắt xem mà ngủ sớm sáng dậy muộn là như nào ấy. Ôi, phải loa à, loát nữa cơ. Xong tí vậy. Ủa đâu? Ừ, sao đó. Vẫn thấy sai sai đúng không? Sai sai mà phản ứng mau lẹ chứ. Hồi xưa em đi học còn đi kiểu cấp 2 ấy. Còn kiểu học nửa ngày ấy. Ví dụ như nếu mà học buổi chiều thì sáng nghỉ. Xong cái lúc vào mùa quá, sáng dậy sớm. Chết rồi. Thế ra chết.
con cứ hỏi thế, mẹ cứ trả lời con đi. À, chắc là cũng dự định tạm thời chia tay thôi. Sao mà con cứ hỏi những cái trả lời con đi, có nên quay lại hay không? Con bảo bạn con thì nó bảo là biến cút cút bắn con đâu, con hỏi bố thì bố lại bảo là cho người ta một cơ hội. Giống như em. Còn đâu thì giống như em bảo ấy. Mẹ đưa ra mẹ một trong hai cái đấy thì mẹ chọn cái nào? Chị vẫn nhưng mà mẹ phải biết là lý do vì sao chia tay, lý do có đáng để chia tay hay không, có quá đáng hay không, thì cũng hơi quá đáng một tí, lúc đấy bắt đầu loài dần là của mình. Theo một tiếp theo mẹ thì chọn như nào, chị không trả lời thế sao nó theo con thì nên chọn phương án của bố. Cho một cơ hội. Thế nhưng mà cái dẫn đến chia tay đấy có quá đáng không? Hơi quá đáng cũng làm con khóc mất một đêm. Kinh quá. Khóc phải không? Khóc cái gì? Ngủ cái gì ấy, em còn khóc. Thế này khóc đêm nào mới khóc, người ta chả biết là đêm nào mới khóc cả. Cố con khóc mất một đêm. Thế thôi nhé, thế cứ cho người ta một cơ hội nhé. Đi chết rồi, yêu bạn ở trong lớp cùng trường không? Không phải con, hỏi thế thôi chứ. Thế mà vừa bảo là khóc mất một đêm. Cấp 2 đấy cô ạ. Cấp 2 là thai hơi nhiều đấy. Bắt đầu đang đi giai đoạn dậy thì rồi đấy. Chị Đại. Chị Đại. Trước nó đưa về nó mấy thằng nó đưa cái đứa về với đi vào xóm nó biết đường về nó đưa về. May bọn con thì đi chị Đại về. Chị Đại không biết đường về. Rồi chị Đại là ai? Trên TikTok không có chị Đại gì vậy? Trên gì? Hôm nay chắc cái đứa tên là Vi. Nhưng mà gọi ở đâu thì học lên mấy chứ không nói. Bà học mới vào cùng cửa nào, cứ không thôi, không nói là gì. Hợp tuổi không? Con biết là nói thật em đi hơn tuổi con. À, nó bảo là nó hỏi là theo mẹ thì nên chọn người con có mấy người, mẹ theo mẹ nên chọn bằng tuổi hay là ít tuổi hay là nhiều tuổi? Thế còn hỏi thế cơ mà. Chính tuổi rất là nhiều người yêu. Thích nhau. Hồi lên mình chưa biết gì. Thế mày yêu đứa hơn tuổi sao? Không, con hỏi nhẹ thế thôi. Mới đầu cấp lên các chị dụ dỗ. Phải răn đe luôn chứ. Gọi là thích nhau thôi chứ không được quý mến nhau thôi. Trêu bạn này nó còn trêu mấy thằng nó bỏ trêu đứa khác nữa. Cái này là 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 cái này
qua múa kỳ lân gì đâu. Cô Mỹ lên đây nó múa thôi. Ôi sao năm nay nhiều thế nhỉ? Nó múa ở chỗ phố Sức Tuệ à, Đông Triều với Mỹ. Sao? Hay đấu nhau. Đông, bao người xem. Cái xóm trước lắp đèn hết rồi. Bên chỗ đùa chị giờ có cái đèn cho tiếng. Dạ. Bao nhiêu tiền đấy? Ok. À không ai nhận đâu em ơi. À thế hả? Tại vì áo anh phải thử ấy. Chờ chị một tí nhá. 20 phút à? Vẫn còn này. Video được 20 phút rồi. Quay gì đây? Con đứa nào rảnh không nhỉ? Để bán lại chờ lâu quá rồi. Ừ. Cái quần của Kiên mãi chưa thấy đâu. Túi em. Mới được 3 hôm ấy. Lấy 2 đồng luôn đi chị. Chị cho cả cái số tiền này ra sau.